khi ở kênh Phong Thủy Chính Tông thì tôi cũng có làm về cà phê và người thì ủng hộ, người thì phản đối. Tuy nhiên, như tôi có nói là thực ra cái kênh của mình thì ai quan tâm thì người ta xem, mà ai không thích thì người ta nách đi chỗ khác thôi, nó chả có gì quan trọng cả. Và tôi mở cái kênh Thầy Linh Phong Thủy này để tôi chia sẻ một cách nó thoải mái hơn. Còn bên Phong Thủy Chính Tông tôi sẽ chia sẻ những cái nó gọi là dập khuôn hơn một chút, kiểu như vậy. Bên này thì tôi chia sẻ thoải mái hơn, nên là hôm nay tôi sẽ nói về cách pha chế cà phê, và tất nhiên là cái cách uống cà phê nó cũng theo kiểu dân gian hơn, chứ cũng không phải máy móc theo công thức. Mặc dù là tôi đi học học để thi đấu các bạn, để thi bằng, tuy nhiên là tôi sẽ dạy lại các bạn theo cái cách bình thường để các bạn pha chế và chiết xuất cà phê theo cái kiểu tôi đang làm hàng ngày, đúng không? Nên là có thể những cái tỷ lệ của tôi nó dùng sẽ khác mọi người một chút. Như tôi có nói là tôi sẽ không đi vào các thứ nó quá chính xác như kiểu làm cà phê thi đấu, mà đây là cuộc sống, nên là tôi sẽ hướng dẫn theo cái cách tôi uống bình thường. Là ví dụ là cái tiêu chuẩn người ta uống hay uống là 20-25 gram cà phê. Tôi thử lấy một cái gói tôi mua Kenya này để xem cái ở đây họ lấy là đóng gói là 15 gram các bạn nhé. Kenya 15 gram. Cái gói Kenya này thì đây người ta còn ghi rõ thông tin là Kenya thì độ cao 1500 này, sơ chế là quát nước này, rang medium này, vị có berry, grapefruit, hình như là nho nhiếc gì đấy. À đây 15 gram đấy các bạn. Nhiều bạn là hay hỏi là cà phê nào ngon thì khó lắm, tại vì là cùng một dòng Kenya này, cái cách người ta sơ chế khác, nó hương vị nó đã khác rồi, người ta rang khác nó đã khác rồi, hoặc là cái quá trình xay của mình xay to, xay nhỏ, xay mịn, nó đã cũng đã ảnh hưởng đến việc chiết xuất bên trong. Nên là các bạn đừng quá quan tâm là cái dòng nào ngon, mà các bạn khi uống cà phê các bạn nên thử nhiều loại. Ví dụ là ngay cả Kenya tôi ở Việt Nam có, nhưng mà tôi vẫn nhập thử cái dòng ở nước ngoài để xem là cái gói nước ngoài người ta sơ chế khác không, hay là cái cách rang khác không, các bạn hình dung không, hoặc là mẻ rang khác, nhiều khi nó đã ra cái hương vị cà phê khác rồi, thì chúng ta phải hiểu như thế. Kenya này tôi nhập về nước ngoài vừa rồi là cái bong bóng chống sốc tôi còn chưa thèm bỏ ra đấy, có rất nhiều. Bây giờ tôi có khoảng chục túi cà phê như này, tại vì tôi sợ cái đợt Covid vừa rồi có lúc mình không có cà phê để uống. Đây xong có một số bạn ở nước ngoài tặng mình nữa, nên là yên tâm uống từ giờ đến Tết đấy. Thì hôm nay tôi thử cái gói Kenya này thôi nhé. Bạn nào không thích cà phê thì có thể tắt xem clip khác, đúng không, chứ đừng lại bảo là thầy trình bày dài dòng. Uống cà phê thì phải từ clip này chuyên nói về cà phê. Đây, thường các bạn kiếm cái cân nó có mấy cái chức năng cơ bản. Ví dụ các bạn đặt lên này, cái này có thể nó hơi bị lệch thì nên là nó nhảy số. Các bạn ấn này về không đã đấy, xong sau đấy thì mới đổ vào xem nó đúng gam hay không. Cái màn này nó, cái bàn này hơi lệch nhưng nó nhảy số một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm các bạn. Mình dân amateur thôi. 15.9, nói chung là chỉ số nó cũng gần chính xác, đúng không? Người ta bảo 15 gram. Bên trong chỗ đổ cà phê của tôi cũng có một tấm năng lượng để tăng cái năng lượng của nó lên các bạn nhé. Mình cái gì cũng phong thủy một tí. Hơi ít, nếu mà bình thường tôi uống gấp đôi thế này.
chỗ làm của tôi nó hơi bề bộn một chút. Bình thường cái nấc chỉnh là tôi hay cứ chỉnh, mình chiết xuất thì mình cứ chỉnh khoảng giữa giữa đấy. Và cái loại máy xay này trước tôi cũng có review cây bên kia rồi, nó đặc trưng là cái ống ở bên trên này, ống ở bên trên này là khi xay là nó rơi thẳng xuống đây luôn, nên là nó không hề đọng bột ở bên trong, rất là sạch các bạn. Đây, bật nút lên này, bật nút lên thì lúc đấy mới bật cái gạt ở trên này, gạt lên thì lúc đấy cà phê mới xuống đấy. Đấy, như tôi có nói là tôi lấy nước sôi ở đây thì bản thân cái đồng ở đây là nó đã giảm tiêu hao bớt nhiệt năng rồi, và trong quá trình mình tráng và còn nói chuyện một lúc nữa mình mới rót thì là nó cũng giảm bớt cái nóng rồi, vì vẫn phải tráng đúng không. Tráng xong thì mới bắt đầu cân, và thông thường thì tỷ lệ người ta có quy định là tỷ lệ vàng, nhưng mà mình uống thì tôi cứ dao động trong khoảng 16 đến 20, tức là nếu mà mình không có cân mình áng chừng khoảng 16 đến 20 là được rồi. 16 đến 20 có nghĩa là với 15 gram cà phê các bạn nhân lên 20 là 300. À, tôi cũng chả giỏi toán lắm. Cái bước đầu tiên là quan trọng nhất là khi các bạn rót nước vào là các bạn rót gấp đôi cái lượng cà phê, có nghĩa là đang 15 thì các bạn chỉ rót được đến 45 là phải đảo đều đúng một vòng. Các bạn phải cân rất là chuẩn. Tất cả phải đủ nước nóng mà nó chỉ được gấp đôi, tức là lên 15 thì lên 45. Đấy, tôi bị quá lên 50, tức là mình bị quá 5 gram nước. Còn 5 gram nước. Và sau đấy thì các bạn dừng lại. Ở đây có cái start stop đồng hồ rất hay, là đúng là phải bấm ngay từ đầu. Tức là các bạn dừng rót gấp đôi lượng cà phê, có nghĩa là các bạn nhân 3 lên 15 lên 45, và sau đấy thì các bạn chờ cũng thời gian tương tự 40 đến 45 giây để cho nó có cái thời gian ủ, thời gian nó ngấm cà phê. Đến 40 giây thì các bạn rót tiếp một lượng gấp đôi lên 150 các bạn nhé. Một nửa yêu cầu. 40 giây các bạn rót tiếp lên đến đều tay cho nó lên đến 150 thì dừng. Tôi dừng hơi sớm ở 130. Đúng ra là nhân 20 thì thực ra nhân 20 là nó không đạt chuẩn đâu, nên là tôi sẽ co lại. Hôm nay tôi sẽ pha đến 160 thôi. Các bạn dừng 10 giây rồi các bạn tiếp tục. 260 chứ quên mất. Khi thưởng thức cà phê thì việc chúng ta uống vào, tại vì đang nóng này thì cũng chưa đo luôn được, nó phải chờ nguội. Tôi rót một ít ra ngoài. Các bạn uống vào thì cái đầu tiên các bạn xem là nó chua, ngọt hay đắng, và nó có lưu giữ lâu ở trong miệng hay không. Này là hơi chua rồi nó mất luôn, một ít đắng cũng mất luôn, và sau đấy để lại cái ngọt. Quên mất cái bước đầu tiên chính là phải ngửi hương. Và cái ngụm thứ hai là bạn xem cái body của nó. Body có nghĩa là cái lượng nước nó chảy trên cái cuống lưỡi. Nếu mà nó đầy đặn, trơn tròn thì có nghĩa là rất là tuyệt vời. Còn nếu mà nó mỏng dẹt, nó chạy mất luôn cái thì có nghĩa là nó cũng không thực sự ngon lắm. Nên là trước tôi mới có cái dòng, có một dòng cà phê
pha sẵn của Nhật họ ghi chữ full body, có nghĩa là rất là đầy đặn đấy. Đấy, và hôm nay tôi sẽ đo thử luôn xem là lâu ngày mình sang cái kênh mới này, mình xem việc được chiết xuất của mình có đạt chuẩn cà phê vàng hay không. Cái đo này thì có hai phiên bản, một phiên bản của Nhật theo kiểu thủ công thì bán hình như 8 hay 9 triệu cái máy. Còn cái máy này của Trung Quốc bên đất nước China làm rẻ bằng một nửa thôi, và nó lại kết nối với máy tính, kết nối với phần mềm nên là nó tiện hơn mà lại rẻ hơn các bạn. Đây là sản phẩm của chị hàng xóm. Bây giờ tôi sẽ mang ra, tôi lấy một ít ra cho nó nguội để đo cho các bạn xem.